mình chào tất cả các bạn nha. Đó thì đây là cái cặp thằng lằn da báo ha, là bé Gecko của mình nha bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ tổng kết lại ha, một cái mùa sinh sản của cái cặp thằng lằn da báo này được bao nhiêu bé nha bạn ha. Đó thì đây là cái con đực này. Đó, mùa sinh sản năm nay làm việc khá là cực lực ha. Rồi con cái nữa nó đẻ nhiều quá nay nó khá là ốm đó bạn. Đó nhưng mà nhìn nó sắp sửa nó lột da hay sao đó. Đó. Thì cái mùa sinh sản năm nay thì nó đẻ cho mình được 16 trứng ha. Đó 16 trứng nhưng mà nó nở được có 14 bé thôi bạn. Còn 2 trứng thì mình thấy nó đang bị mớp rồi. Nó với lại do bữa mình thấy cái phôi nó khá là yếu á. Thế là mình nghĩ chắc cái cuối mùa sinh sản rồi cái con đực này nó cũng hết sức rồi. Đó thì nó đã 2 trứng đó chắc mình nghĩ không nở đâu. Đó thì hôm nay mình sẽ quay cho bạn xem 14 cái con thằng lằn da báo con ha. Đó. Từ khi mà nó nở 2 trứng đầu tiên là coi như là cái ngày tháng 2 á. Đó, mấy tháng 21 tháng 2 hay là như là chút xíu mình coi lại thì mình sẽ quay cho bạn xem ha. Đó từ tháng 2 đến nay tháng 5 thì được là 14 bé. Đó, có hai con đầu tiên nở thì hôm nay nó đã khá là to rồi. Đó nó cũng là xây chung rồi bạn. Đó. Thì trong cái quá trình nó nở thì cũng có con mắt đen, có con mắt đỏ ha. Có lúc thì nở hai con mắt đen, có lúc thì nở hai con mắt đỏ ha. Đó thì hôm nay mình sẽ quay lại hết tất cả những cái con cho bạn xem luôn. Đó, còn đây là cái cặp thằng lằn da báo bố mẹ ha. Đó con mẹ thì mắt đen nha bạn ha, con bố thì mắt đỏ nè. Đó, đó mình gọi đèn vô lại nhắm mắt lại bạn nha. Đó. Đó thì hai bé này thì mình cái mùa sinh sản năm trước thì nó không đạt ha, năm nay thì cũng khá là ok, được 14 bé ha. Đó thì bây giờ mình sẽ đi quay mấy cái con thằng lằn da báo con cho bạn xem ha. Đó thì mình sẽ quay từng con luôn. Đó từ cái con nở trước tới cái con nở cuối cùng luôn ha. Mình sẽ quay hết lại cho bạn xem cái tổng kết lại cái mùa sinh sản năm nay luôn ha bạn ha. Đó các bạn ơi, đó thì đây là cái số lượng mà con thằng lằn da báo con của mình nha bạn ha, được là 14 bé nha bạn ha. 14 bé mình để mỗi con một cái hộp như vậy nè. Đó, có những con to thì mình để trên cái hộp to vậy nè các bạn. Đó, mấy con này là nở trước nè. Đó ngày 6 tháng 2. Đó. Đây con này thì ngày 15 tháng 3 đó thì mình đang để cho nó lột xộn xíu chút xíu nữa mình sẽ quay từng con cho bạn xem từng lớn tới nhỏ ha. 14 bé nha bạn ha. Đó có những con này nè, đây con này nó cũng lớn lớn rồi nè, mà mình chưa có cho nó ra hộp lớn tại mình chưa có cái kệ á, để mình đang đặt cái kệ để mình để rồi mình mới sắp xếp lại nha bạn ha. Đó thì đây là 14 bé đó, cũng khá là nhiều nha bạn ha, cũng khá là nhiều á. Đó nè mấy con nhỏ nhỏ nhưng mà mình sẽ bắt từng con ra mình quay cho bạn xem. Nó có mấy con nhỏ nhỏ mới nở hôm bữa nè mày, họ rồi ăn các bạn. Đó thì mình sẽ bắt từng con mình quay cho bạn xem ha, chứ mình để vậy thì mình hơi khó quay tại nhà mình nó hơi chật, các bạn cũng thông cảm mình nha. Đó thì mình sẽ bắt từng con lên một cái chế hộp mình quay cho bạn xem chi tiết hơn, rõ hơn, chứ mình bây giờ mình bày ra thì chỗ nhà mình không có chỗ để các bạn, tại nhà mình hơi chật ha. Đó thì bây giờ mình sẽ đi mua lấy một cái hộp ha, rồi mình gắn đèn gì đó rồi mình sẽ bắt từng con ra mình quay cho bạn xem ha. Đó là mình sẽ cho bạn xem mấy cái ngày luôn, cái ngày này của nó nở luôn các bạn ha. Đó, con này nó tự đó nó tưởng mình cho nó ăn đi ra đó bạn. Đó, thôi thì bây giờ mình sẽ bắt nó ra rồi mình quay cho bạn xem nha. Rồi các bạn ơi, đó thì đây là hai bé nở đầu tiên nha các bạn ha. Ngày 6 tháng 2. Đó thì hai bé nở đầu tiên nè. Đó bạn thấy có hai một như một bé mắt đen, một bé mắt đỏ nha bạn. Đây là cái con mắt đen này nè. Đó, còn con này con mắt đỏ, mấy con mắt đỏ thường thường là cái ánh đèn mình gọi vô thì nó sẽ nhắm mắt lại nha bạn ha. Đó bạn thấy con mắt đen nó khá là lành nè, nó rất là to ha. Con này thì được ngày 6 tháng 2 thì bữa nay là tháng 15 tháng 5 rồi. Đó thì nó được là hơn 3 tháng rồi bạn, hơn 3 tháng rồi. 3 tháng 10 ngày rồi. Đó. Bạn thấy không? Nè, đó, khá là to nha bạn ha, khá là to, đuôi nó khá là mập luôn nè. Hai con này nó nở ra đầu tiên nha bạn ha. Đó, thì một con này mình thấy là cái con này nó giống cái con mẹ nhất, con giống con mẹ nè bạn. Cái con mẹ hồi đó mình lúc mà mình mua lúc còn nhỏ nó cũng giống cái màu nó cũng giống vậy nè. Đó, khi mà nó lớn lên thì cái màu nó sẽ thay đổi tiếp nữa nha bạn ha. Còn cái con này thì mình thấy là nó giống với con bố, tại mắt nó mắt đỏ bạn, tại con bố mà cũng mắt đỏ ha. Đó, hai bé bằng cỡ luôn nha bạn ha, hai bé bằng cỡ. Đó thì mình sẽ quay từng cặp cho bạn xem. Tại con thằng lằn da báo mà nó đẻ là lúc nào nó cũng vậy, nó đẻ là hai trứng hết. Đó nhưng mà hai trứng thì có lúc thì nó nở cùng một ngày ha, còn có lúc thì nó nở một trứng nở trước, một trứng nở sau nha bạn ha. Đó, đây là hai bé đầu tiên của mình nha bạn ha. Đó, khá là to luôn nè, đuôi nó khá là mập luôn nè bạn. Đây nè. Cho nó mờ ta, để mình lấy nét nó rõ xíu cho bạn dễ xem nha. Đó, đây các bạn. Đó, đây là cái con này mình thích nhất nè các bạn. Đó, tại nó giống với con mẹ nên là nó đẹp ha. Cái màu nó giống như cái con mẹ của nó, đẹp kìa, mắt nó cũng đẹp nè bạn. Đó. Đây. Đó, đây một con mắt đen, một con mắt đỏ đây.
có lúc thì nó nở hai con mắt đỏ một lượt, có lúc thì nở hai con mắt đen một lượt nha bạn ha. Thì mình sẽ quay từng cặp cho bạn xem luôn. Đó, có con nào mà nó cùng từng cặp trứng luôn. Đó, thì cái mùa sinh sản năm nay thì mình được 16 trứng ha, nhưng mà nó nở được có 14 bé thôi. Còn hai trứng thì chắc mình nghĩ nó hỏng rồi. Đó, hai trứng nó đang bị mớp từ từ, vậy bữa mình thấy phôi nó rất là mờ, phôi rất là yếu bạn. Đó, thì mình nghĩ chắc cái con đực nó phối chắc thế đó là nó mệt rồi bạn. Đó, thì được có 14 bé nha, cũng khá là đẹp đây nè. Đó, đây là hai bé đầu tiên. Đó, đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi bắt tiếp tục hai bé kế tiếp nữa cho bạn xem ha. Đó, thì mình sẽ quay hết luôn 14 bé cho bạn xem luôn. Đó, thì đây là hai bé đầu tiên đây. Đó, nhìn khá là đẹp luôn nha bạn ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi bắt tiếp tục hai bé nữa nha bạn ha. Bạn chào mình cái mình phải ngưng máy tại vì nhà mình hơi chật á, mình phải di chuyển tới di chuyển lui nha. Bạn thông cảm nha. Rồi các bạn ơi, đó thì đây là tiếp tục hai bé nữa nha bạn ha. Đó, hai bé thì nở cái ngày 27 tháng 2. Đó, 27 tháng 2. Đó, thì cái bé này lúc trước hồi nhỏ nó nhìn nó rất là đẹp. Đó, nhưng mà lớn lên thì nó hơi vàng xíu nhưng mà mắt đen ha. Còn giống như cái cặp hồi nãy thì một bé mắt đen, một bé mắt đỏ nè bạn. Đó, bé mắt đỏ thường thường là mình quay cái ánh đèn thì nó nhắm mắt nha bạn ha. Đây là bé mắt đen nè. Đó, nhưng mà mình thấy mắt hơi trắng xíu các bạn. Đó, thì thường thường mấy con mắt như vậy á thì nó sẽ lanh hơn mấy con mắt đỏ bạn. Mấy mắt đỏ bạn thấy nó nhắm mắt không? Nó mỗi lần mình cho nó ăn cũng vậy thì nó ăn không có háo mồi bằng mấy cái con mắt đen. Đó, nó mấy con mắt đen nó lăn xăng nó lanh chanh nó mắt nó háo mồi lắm bạn. Đó, đây hai bé này thì nó nhỏ hơn hai con hồi nãy ha, nhưng mà nó cũng khá là lớn rồi. Đó, đây là cái đuôi nó khá là mập đó bạn. Vì có mấy con thằng lằn da báo thì mình cứ nhìn theo cái sức khỏe của nó, tình trạng sức khỏe của nó là ngay phần đuôi các bạn. Đó, mấy con nào mà mập này nè. Đó, bạn thấy cái đuôi mập mạp bây giờ nó rất là khỏe nha. Đó, thì đây là hai bé cặp trứng thứ hai. Đó, thì bé thứ ba và bé thứ tư. Đó, mấy con mắt đỏ lúc nào các bạn thấy không nè, khi mình gọi cái ánh đèn để mình quay video cho bạn xem thì nó cứ nhắm mắt lại nè. Đó, còn mấy con mắt đen như vậy thì nó khá là lanh, mỗi lần mình cho nó ăn nó lanh chanh đó bạn. Đó, thì không mấy con này mình thấy là mấy con mắt nó không có con nào giống như con nào bạn, nó con nào cũng khác nhau á. Đó, tuy nó cùng bố cùng mẹ nhưng mà mình thấy nó đẻ ra nó không có con nào như con nào các bạn. Đó, thì mai mốt thì nó sẽ cái màu sắc nó khi mà nó trưởng thành thì nó mới cố định nha bạn ha, chứ bây giờ thì nó cũng vẫn còn thay đổi nha bạn ha, nó còn thay đổi. Đó, khi nào mà nó trưởng thành thì cái màu sắc của nó sẽ không có thay đổi nữa ha, nó chỉ lột da thôi. Đó, nó lớn rồi nhưng mà nó trưởng thành rồi nhưng mà nó vẫn lột da nha bạn ha, nó vẫn lột da nha. Đó, chứ không phải là nó lớn rồi nó không lột da đâu, khi mà nó lớn trưởng thành rồi thì nó vẫn lột da. Thì mình thấy cái con bố mẹ của mấy con này nó vẫn lột da đều đặn hết luôn các bạn. Đó, thì đây là cái cặp thứ hai ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp tục mình bắt thêm một cặp nữa mình quay cho bạn xem ha. Mà mình phải tiếp tục mình ngưng máy nha bạn, cứ thông cảm cho mình nha, tại mình phải ngưng máy để mình di chuyển cái con khác vô ha, tại nhà mình hơi chật ha, bạn thông cảm mình nha. Rồi các bạn ơi, đó thì tiếp tục ha, hai bé tiếp theo. Đó, thì hai bé này nở là ngày 15 tháng 3. Đó, 15 tháng 3 nha bạn ha. Thì hôm nay là hôm nay là 15 tháng 5. Đó, được đúng 2 tháng nha bạn ha, 2 tháng. Đó, thì cũng như hai cái bé lúc hồi nãy ha, thì cũng một bé mắt đỏ và một bé mắt đen. Cái con mắt đỏ này nó hơi nhồi thôi, sợ thôi, ánh đèn nó cứ chạy vòng đó bạn. Đó, còn cái con mắt đen này thì các bạn thấy cái màu sắc nó rất là ngộ ha. Đó, không có giống con nào giống con nào bạn. Đó, nó tuy nó cùng mấy con bố mẹ ha. Đó, thì mà nó không có giống như con nào nha bạn ha. Đó, đây thì mình bắt con mắt đen lên cho bạn xem. Con này nhìn cũng khá đẹp nè, màu nó rất là lạ nè. Đó, màu nó trắng nhiều, phần trắng nó nhiều hơn ha, nhưng mà ít cái phần đen với lại cái phần vàng hơi vàng xíu. Đó, còn con này thì cái màu nó hơi nhạt, tại chắc mình nghĩ chắc nó sắp chữa nó lột da rồi các bạn. Con này nè. Đó, cái màu nó hơi nhạt xíu. Mấy con mà cái màu nó bắt đầu nó nhạt đi với là nó chuẩn bị nó lột da nha bạn ha. Mấy con này nó ngộ bạn. Khi mà nó lột da rồi thì nó sẽ ăn lại cái phần da của nó các bạn. Ăn hết luôn. Đó, nó không có bỏ. Đó, rất là ngộ ha. Đó. Đây. Không giống như mấy con rồng út nè, mấy con rồng út cái gì lột da ra thì mình bỏ hết, nhưng mà mấy con thằng lằn da báo này thì khi mà nó lột da đó thì nó sẽ ăn lại hết nè. Nhưng mà mình cũng hiếm khi nào thấy nó lột da lắm mẹ. Đó, thì mình mở ra nắp ra thì mình thấy nó lột đã lột xong hết rồi, mình ăn lại hết luôn rồi bạn, không thấy phần da nào trong cái chuồng nuôi hết đó. Đó, chạy lăn xăng. Đó, đây là hai bé tiếp theo ha. Đó, được 2 tháng, đúng 2 tháng luôn. Đó, 15 tháng 3. Đó, thì những bé kế tiếp thì nó nhỏ ha. Tại bạn thấy mấy con này bắt đầu nó từ từ thì nó xuống thì nó nhỏ từ lại ha. Đó, còn đây mấy bé này nè, cái là cũng là size này gọi là size gần trung đó chứ không phải size trung nữa. Đó, bạn thấy bằng đuôi mập mạp bây giờ. Đó,
Mấy con này thì mỗi ngày mình cho nó ăn như là hai cái bụng dế ha, dế Thái các bạn, dế mình mua ở ngoài tiệm chim á, dế mồi á, hai cái bụng dế đó, mỗi ngày nó ăn hai cái. Còn mấy con to nãy thì mỗi ngày nó ăn ba cái các bạn đó, ăn nhiều để mau lớn, mau ăn trống lớn nha bạn ha. Đó thì tiếp tục mình sẽ đi quay tiếp tục mấy cái bé nhỏ nhỏ tiếp theo cho bạn xem nữa ha. Rồi các bạn ơi, đó thì đây tiếp tục hai bé nữa nha bạn ha. Thì hai bé này là nó nở ngày 31 tháng 3, đúng rồi 31 tháng 3, một con mà 31, một con 30 nha bạn ha. Tại hai con này nó nở trước nở sau bữa các bạn. Đó, con này là nở 30 nè, này nở ngày 30 nè, còn con này là nở ngày 31 nè bạn. Đó, hai con mắt đỏ một lượt luôn nha bạn ha. Đó thì nãy mình cũng có nói thì mấy con này nó có lúc thì nó nở hai con mắt đỏ, lúc thì một con mắt đỏ một con mắt đen ha, rồi có lúc thì hai con mắt đen một lượt luôn. Và cái chuồng nó hơi dơ, rồi chút xíu mình sẽ phải đi vệ sinh mấy cái này các bạn, xịt quá trời luôn nè. Đó, bên này cũng vậy luôn nè. Đó thì mấy con này nó hơi nhỏ nên mình không có bắt ra, mình quay cái giống như lúc hồi nãy cho bạn xem, tại nó có nhỏ quá mình bắt nó bắt lui cho nó chạy bạn. Mấy con này nó nhoi lắm đó, nó đụng cho nó chạy đó bạn thấy nè. Đó thì cái kích thước của nó thì nó còn nhỏ hơn ngón tay mình nha bạn ha. Đó thì nó cũng mới có một tháng mấy thôi đó, 31 tháng 3 thì nó mới đúng mà được có tháng rưỡi à. Đó đây hai bé mắt đỏ, cái bé bên đây thì cái người nó hơi trắng một xíu, nó hơi trắng một xíu nha bạn ha. Đó hình như hai bé này là hai bé thứ 7 và thứ 8 không ta, đúng rồi hai bé thứ 7 thứ 8 nha bạn ha. Đó thì thằng lằn da báo thì lúc nào nó cũng đẻ một cặp ha, nó trứng lúc nào cũng đẻ một cặp ha, còn nở thì khoảng 39-40 ngày thì nó sẽ nở nha bạn ha. Đó có con nở trước đúng 40 ngày thì có con thì nó nở trước một ngày ha. Đó đây tiếp tục hai bé nha bạn ha. Đó rồi thì mình sẩ đi lấy tiếp hai bé nữa, mình để mấy hàng chú vô đây cái đó. Mình lấy hàng chú ra rồi sao nó chui vô mình quay cho bạn xem được á. Đó sẽ đậy nắp lại đó, tại nhà mình nó hơi chật chội bạn, mình phải di chuyển từng hộp nó hơi khó khăn, các bạn thông cảm mình nha. Đó, mình không có rộng rãi chỗ, không có kệ đồ để như mấy chỗ shop lớn được. Đây tiếp tục là mình lấy hai bé lên. Đây tiếp tục thì hai bé là ngày 10 tháng 4 bắt đầu qua tới tháng 4 rồi. Nó chặt cái nắp chặt cái thằng đây. Đó, bé này thì cũng hơi đẹp xíu. Mình các bạn chờ mình xíu đi, mình để lên mình lấy nét gõ rõ cho bạn xem nha. Tại hai cái bé này hơi tối xíu. Rồi đây các bạn, đó thì hai bé này nở là ngày 10 tháng 4 ha, nở cùng ngày luôn đó bạn. Nhưng mà hình như là nở trước nửa sau vài tiếng á. Tại nó nở là nhiều mình cũng không nhớ rõ, tại bé này nhìn cái con mắt nó khá là đẹp nè bạn. Đó. Và cái người nó cũng đẹp, cái màu nó cũng đẹp nữa bạn. Nó giống như cái màu nó tựa như là cái con mà nở đầu tiên các bạn, nãy mình có quay cho bạn xem á, đó nở đầu tiên á, nhưng mà từ từ thì nó cũng vàng lên từ nè bạn thấy không? Đó đây là cái còn một bé nữa đây nè, đó bé này bé mắt đỏ ha, một bé mắt đỏ một bé mắt đen đó. Thì hai cái trứng mà nở cuối cùng thì là đúng 22 bé mắt đen luôn bạn. Chút xíu nữa mình sẽ quay từ tới cho bạn xem luôn, bây giờ mình đang quay từ là lớn tới nhỏ cho bạn xem ha. Đó thì hai bé này là ngày nãy mình nói quên, ngày 10 tháng 4 ha, ngày 10 tháng 4 thì nó được hơn tháng. Đó, tháng mấy ngày các bạn, một tháng mấy ngày đó, thì kích thước nó cũng cũng xem với mấy cái con này vừa nãy thôi, nó nhỏ hơn chút xíu các bạn, nó nhỏ hơn chút xíu thôi đó. Nhưng mà được cái là một bé mình thì thích mấy bé mắt đen hơn, thì nó nhoi nhoi nó lên chanh bạn, mỗi lần mình cho nó ăn nó cũng thích hơn, nó háo mò hơn mấy cái bé mắt đỏ. Mắt đỏ là thấy nhìn được mình gọi đèn như là nó hay trốn vô cái hang nè bạn nè, đó này nó chui vô hang trú nó trốn mà. Đó đây cái này nhìn cũng khá là đẹp nè, giống cái con đầu tiên nãy mình quay cho bạn xem. Đó, mày mốt nó lớn là chắc mình mẹ nghĩ nó cũng giống cái màu của y chang cái con mẹ luôn mày. Đó. Đó đây tiếp tục ha, hai bé này là thứ coi đúng rồi thứ 9 và thứ 10, đúng rồi thứ 9 và thứ 10. Đó mình được 14 bé nha bạn ha, 14 bé đó, được 16 trứng nhưng mà có hai trứng nó bị hư rồi đó. Được 14 bé, tức là cái tổng cộng kết là mùa sinh sản năm nay các bạn. Đó, đây hai bé tiếp theo ha. Đó là tiếp tục mình sẽ đi lấy tiếp nữa, mình quay cho bạn xem. À, 4 bé còn lại nha bạn ha. Thì 4 bé còn lại này nó hơi nhỏ hơn mấy con này nhiều. Đó, tại vì nó mới nở đây mà. Đó thì bây giờ mình sẽ đi lấy mình quay cho bạn xem luôn ha. Bạn chờ mình chút nha. Rồi các bạn ơi, đó thì đây là hai bé ha, nở ngày 21 tháng 4. Đó, hai bé này đó thì đều là hai bé mắt đỏ nha bạn ha. Nhưng mà có cái con này nó cái màu vàng nó rất là đậm. Đây nè, bạn. Đậm nhất trong mấy cái con hồi nãy luôn đó bạn. Đó. Mắt đỏ luôn.
nó nhắm mắt lại bạn, mình đây gọi đèn vô là nhắm mắt này. Con này thì cũng hơi vàng nhưng mà cái màu vàng nó hơi nhạt xíu ha. Đó, không có con nào giống như con nào các bạn. Tuy nó cùng cha cùng mẹ luôn bạn. Đó. Thì mấy con này mình không có cho nó phối với nhau được nha bạn ha. Thì nó cùng bố cùng cha cùng mẹ thì mình cho nó phối thì nó sẽ bị, khi mà nó đẻ ra thì những cái con của nó sẽ bị dị tật ha. Thì nó sẽ cái sức khỏe nó không được tốt. Đó nên mình sẽ không cho mấy con này phối nhau nha bạn ha. Mình sẽ tìm những cái ở mấy cái chỗ mấy cái con khác ở shop khác để mình biết giới tính đi. Đó. Thì khi nào mình biết giới tính hết rồi mình mới mua ha. Con đực con cái ở chỗ khác thì mình phối. Đó. Thì cái mùa sinh sản năm nay thì mình sẽ được là 14 bé thì mình sẽ mua thêm mấy bé nữa nhưng mà để mình biết giới tính ha. Đực hai cái rồi mình mới mua. Rồi mình sẽ cho nó phối ha. Nó phối cho phối với nhau rồi mình mới sinh sản, mình nuôi sinh sản tiếp nữa nha các bạn ha. Đó thì cái mùa sinh sản năm nay thì tới đây gần đây là chắc mình nghĩ là nó cũng kết thúc rồi ha. Không biết cho mấy bạn còn không nhưng mà tại mình thấy cái con cái mình nó không đẻ nữa các bạn. Đó thì mình nghĩ là chỗ mình là cái cặp của mình là đã kết thúc rồi. Đó thì mình sẽ trông chờ vào cái mùa sinh sản năm sau ha. Đó thì mình hy vọng là mình sẽ nhiều hơn tại mình số lượng cái con mình cũng đã nhiều rồi, đầu mình sẽ cho phối nhiều nữa các bạn. Đó. Đây là hai bé thứ 11 và 12. Khá là nhiều nha bạn ha. Mình còn hai bé nhỏ nữa. Đó, đây. Chút xíu à. Thì mình sẽ bỏ cái hàng chủ vô mình lấy tiếp nữa mấy cái con nhỏ nhỏ hai bé cuối cùng nữa. Hai bé nhỏ nhỏ xíu à. Mắt đen đẹp, khá dễ thương luôn các bạn. Mình để cái hộp mình sẽ trúng nó quá. Đó, đây, cất hộp vô, hàng chủ vô. Đó, mình sẽ đậy nắp lại. Gần hết rồi mình cũng có trống chỗ mình sẽ quay về cho dẹp cho bạn dễ xem. Đây. Đó, đầu mình sẽ lấy qua đây. Đó, đây một bé mắt đen nha bạn ha. Đó, mắt đen khá là dễ thương luôn, nhỏ xíu à. Nó nở là ngày 4 tháng 5. 4 tháng 5 và 5 tháng 5 các bạn. 4 tháng 5 này là và 5 tháng 5. Đó. Đó, khá là nhỏ luôn bạn, mới có được có 10 ngày thôi. Đó, 10 ngày thôi, 10 ngày, 11 ngày. Đó, để mình cất cái hộp thì qua một bên nữa, bắt đầu mình mới đẩy cái con này lên. Đó, hai con thứ 13 và 14. Đó, bé này cũng khá đẹp nè bạn. Đó, bé này cũng khá đẹp nè, màu vàng cũng đẹp nè. Đó, ba màu rõ ràng luôn đó bạn. Đó, nhỏ xíu rồi nha bạn. Đây nè. À dạ, dạ, đó nó cắn. Nó tưởng là mình cho nó ăn các bạn. Nó thì nó đớp mà anh bạn. Mấy con mắt đen thường nó lanh các bạn, nó háo ăn các bạn. Mình đẩy ngón tay vô mình thì nó tưởng là mình đút mồi cho nó ăn thì nó đớp. Không phải là nó cắn mình đâu nha bạn ha. Đó, đây. Đó. Hai bé cuối cùng ha của cái mùa sinh sản năm nay. Đó bạn thấy con bé mắt đen nè, khá dễ thương luôn nè, hai bé mắt đen luôn. Đó thì hai bé cuối cùng nở thì nó đúng là cái cặp đầu tiên mà mình được hai bé mắt đen luôn bạn. Đó thường thường thì cứ một bé mắt đen, một bé mắt đỏ hoặc là hai bé mắt đỏ ha, nhưng mà cuối cùng thì cũng cho mình được hai bé mắt đen, khá là đẹp luôn. Đó, cành xì dưới nước thì lúc nào cũng phải có nha các bạn ha. Này mình mấy con có con này mà thiếu cành xì thì nó sẽ bị MBD. Đó nó giống như bị bại liệt các bạn. Đó đúng rồi, khó rất là khó chữa chị. Mà chữa chị cũng không hết hỏi, không có thẳng nha các bạn ha. Đó, khá dễ thương luôn, đẹp bên chưa các bạn ha. Đó rồi thì cái video hôm nay ha là mình tổng kết lại cái mùa sinh sản ha của thằng lằn da báo, của cặp thằng lằn da báo Lê Bé Thích Cô ở nhà mình nuôi ha. Thì tổng cộng thì nó đẻ cho mình được 16 trứng ha. Nhưng mà nó nở được 14 bé ha, còn hai trứng thì chắc mình nghĩ chắc đã hư rồi. Đó. Thì bạn nào thích về thằng lằn da báo Lê Bé Thích Cô này thì các bạn cứ comment cho mình biết ha. Thì mình sẽ thường xuyên mình quay mấy bé để các bạn xem cái quá trình nó lớn lên ha. Đó, hoặc là nếu mà mình thấy được các bạn cắt mà nó lột da gì đó nếu hay thì mình sẽ quay lại cho bạn xem ha. Đó thì đây là mấy cái bé cuối cùng nè, nó 14 với 15. Đó thì cũng khá là nhiều ha bạn ha. Đó đây hai bé mắt đen khá đẹp luôn. Đó thì nãy giờ mình cũng đã quay hết cho bạn xem ha, 14 bé rồi. Đó thì bạn nào thích thì các bạn cứ comment cho mình biết ha, mình sẽ thường xuyên mình quay cho bạn xem ha. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây nha bạn ha. Mình cảm ơn các bạn đã coi video mình nha. Các bạn có video này thấy hay thì các bạn cho một like nha, và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.